Thời gian chuẩn bị đã hết và tại khu xuất phát màu đỏ lúc này, đó là IME Đại học Công nghiệp Hà Nội. Và tại khu xuất phát màu xanh, đó là UNETI DT21 Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. 5 giây chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Trận thi xấu thứ 6 trong khuôn khổ vòng 1-8. Vâng. Giữa hai đội IME đến từ Đại học Công nghiệp Hà Nội, cái tên IME có nghĩa là yêu mẹ, một cái tên rất là thân thương mà các chàng trai đến từ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội đặt cho những chú robot của mình. Vâng, và trong trang phục màu xanh là đội Trinity DT21 đến từ Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp, rất cẩn mẫn. Chúng ta có thể thấy là tốc độ ở trận thi đấu này không cao. Cả hai đội đều đã nhận ra những lỗi khi họ cố gắng đẩy nhanh tốc độ thi đấu lên. Họ đã có những cái kinh nghiệm nhất định của họ ở trong những vòng loại anh ạ. Vâng. Và họ hoàn toàn họ phải hết sức điềm tĩnh. Vâng. Và đây là chú robot bám đĩa và lật cột. Những chú robot được đặt tên là Đom Đóm. Đom Đóm theo các đại diện đến từ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội là để thể hiện cái niềm hy vọng của họ, giống như là những bố mẹ hy vọng của đứa con có thể trưởng thành. Với mỗi một chú robot, với mỗi một thiết kế robot thì họ đều dành những cái tình cảm yêu thương thật sự dành cho nó. Và đây là các chàng trai đến từ Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Đây cũng là một giải pháp trượt, nhưng mà họ bám cột để trượt trên những chiếc đĩa chứ không phải là bám đĩa để trượt. Giải pháp này được xem là cũng khá tốt. Tuy nhiên thì cái độ rủi ro khi mà rơi robot thì rất là cao. Và họ đã vừa hoàn thành được rồi. Thì họ có thể giành được chiến thắng trước Đại học Công nghiệp hay không? Vâng, Đại học Công nghiệp là một trường rất giàu truyền thống ở trên sân chơi robot. Tuy nhiên trong trận đấu này thì những chàng trai tân binh đến từ Đại học Kinh tế Công nghiệp đã hoàn toàn đang chiếm ưu thế. Thì họ có thể vượt qua sân bay được không? Vâng, xin chúc mừng các trai của UNETI DT21. Sa bát rồi. Vâng, và tình yêu thương của chàng trai đến từ Đại học Công nghiệp Hà Nội, một trường rất giàu truyền thống robot, đã không giúp cho robot của IME có thể chiến thắng những tân binh đến từ Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp đội UNETI DT21. Và đây giờ là những hình ảnh lam trận ở trên trong trận đấu vừa rồi. Anh Trung có thể thấy là UNETI DT21 đã có khởi đầu chậm chạp hơn so với đối thủ của họ. Tuy nhiên thì họ đã giành phần thắng quyết định ở trong những cái giây cuối cùng như thế này. Một chú robot chỉ cần kẹp vào trong một chiếc bậc thang thôi và leo cầu thang giống như những đứa bé mà bám vào trên những cầu thang để leo lên, rất là mềm mại. Vâng, những ánh mắt, những nụ cười, những sự sung sướng thể hiện trên khuôn mặt của chàng trai đến từ Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp. Họ đã làm một điều rất tuyệt vời, đó họ đã đánh bại được cả những đối thủ được xem là đăng ký.